mà Nicolas của chúng ta thì là người giám đốc kỹ thuật của máy tính của chương trình đó đúng không ạ? Tuy nhiên chỉ 2 ngày khi bắt đầu khóa học, hội chứng FOMO hay còn được biết với tên là sợ bỏ lỡ bắt đầu khiến Mark nhấp nhổm lo lắng. Thời điểm đó là năm 1995, Internet mới bắt đầu chớm nở và anh không thể chịu đựng được cảnh nhìn Internet trôi qua từng ngày, chỉ muốn ngay lập tức nhảy vào và cải tạo nó. Tuyệt vời, đầu óc siêu nhân đúng không? Chính vì vậy Mark bỏ học và quyết định thử vận may với Internet. Rất dũng cảm đúng không ạ? Đó là một cái tư duy, cái lối tư duy đấy. Thực sự nó rất là thú vị ở chỗ là như này. Tôi không thích lý thuyết mà tôi chỉ thích thực tế thôi. Thực tế nó rất là thú vị. Ngay kể cả khi mà tôi mà nói một kiểu rất là vui, khi mà tôi học đại học á, có nghĩa là khi mà tôi học đại học trong một cái môn gọi là môn chăn nuôi gia súc á, đại gia súc ấy, thì có cái phần khám thai của con trâu con bò đấy, thì cả lớp không có ai dám làm điều đó cả, nhưng mà tôi lại rất là thấy thú vị và tôi đã thực hiện cái việc khám thai trong ngựa đó. Thì tôi và một bạn đấy bây giờ là giảng viên của trường Đại học Thái Nguyên, phó hiệu trưởng hay là trưởng khoa gì đấy, tôi không nhớ. Thì là khi mà khám phá, đưa tay vào trong cái phần bụng của con ngựa thì nó rất là dài mà, nó sâu đến khoảng độ tầm bắp tay này, thì đưa vào trong đó thì có nghĩa là ở trong một cái khám phá, trong một cái gọi là thế giới gọi là tối tăm mù mịt này, không biết một cái gì, chỉ dùng tay sờ lần và tìm kiếm á, thì nó cũng đem lại một cảm giác rất là thú vị. Thứ hai nữa là cái cơ của con ngựa ấy, nó co bóp mạnh mà nó làm cho cái tay của tôi nó tức ơi là tức, cái một cảm giác nó vừa thú vị vừa đau đớn mà nó lại vừa rất là hài hước, bởi vì cũng lại vừa sợ hãi nữa, bởi vì là nhỡ đâu cái con đấy nó đá mình hay là thế nào đấy. Nhưng mà duy nhất tôi và cái bạn nam kia là dám khám phá con ngựa, còn không ai dám làm điều đó cả. Thế còn đi thực tế, còn khi mà đi thực tế thì là tôi là người cũng là cái người gọi là tôi chịu khó đi vào thực tế lắm. Khi đó tôi đi trong một cái đợt dịch lở mồm long móng của gia súc, đại gia súc ạ, thì chúng tôi được đi vào một cái vùng núi cao để đi vùng cao để đi tiêm cho đàn gia súc đấy. Thì là tôi là người được tiêm được số lượng nhiều nhất của cả trường, vì tôi chịu khó lắm, tôi thích thú lắm, đi tiêm mấy nghìn con trâu bò ấy, một mình tôi tiêm, mà nó cũng rất là hay là khi mà được đi tiêm ấy là được hỗ trợ mỗi người được 200.000 200 đồng cho một con gia súc. Thì là khi đấy tôi cũng là người được số lượng, được tiền, cái nhóm sinh viên của tôi á thì là được tiền nhiều nhất, bởi vì là cái số lượng tiêm được nhiều nhất và tôi là người tiêm được nhiều nhất. Nó tự nhiên nó tạo cho mình cái động lực rất là thú vị, mà có nghĩa là cái tay nghề của mình làm cái gì đấy mình cảm thấy nó đam mê lắm. Chính bản thân tôi là cái người rất là đam mê trong công việc, cho nên là nếu như mà tôi mà đã làm cái gì tôi thích ấy, thì tôi làm bằng 5-7 người khác là bình thường. Ngay kể cả như là viết một cái dự án ấy, một cái dự án á, thì bình thường ra có thể mày mò phải rất lâu mới có thể hoàn thành, nhưng mà khi mà tôi mà tập trung thì có khi 3 ngày tôi đã xong một cái dự án đó. Tôi làm kinh khủng lắm. Thế nhưng mà đã không thích thì thậm chí 3 năm cũng không thể viết nổi được một dự án. Nhưng mà những cái gì mà thuộc vào đam mê của mình thì mình làm giống như là một siêu nhân ấy. Mình nhiều lúc không hiểu nổi sao mình có thể làm một cách kinh hoàng như thế. Đấy, một điều rất là thú vị nhá. Nhưng mà khi mà làm được nhiều ấy, thì mới thấy rằng là cái sự khám phá với lại cái ham mê của mình giải thích được. Giống như là ngày xưa khi mà làm ở cái phòng, khi mà tôi làm ở phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm á, thì tôi có làm về cái nuôi cấy vi sinh đấy.
Đó, nuôi cấy vi sinh ấy, thì là rất là làm các cái thí nghiệm, trời ơi nó khiến mình đam mê vô cùng luôn, ngày đêm, thậm chí là 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng vẫn cứ miệt mài trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà nó khiến cho mình cảm giác rất là nhiều cảm xúc. Không thành công thì khóc, mà thành công thì sung sướng. Nhưng mà có điều là cứ cái gì lúc nào thành công cái là bắt đầu tôi lại bỏ. Cứ làm cái gì đến thành công cái là tôi lại bỏ, tôi chuyển cái khác ngay. Cho nên là ở chỗ là tôi làm rất nhiều thứ, tôi làm nhiều thứ. Đấy cũng là một điều mà để mà gọi là khi mà tích lũy được cái những cái giá trị của cuộc sống nó đến với tôi. Tôi là người may mắn hơn, bởi vì sao, tại sao mọi người có thể là giàu có hơn, hoặc là mọi người có thể thành công hơn, nhưng mà trải nghiệm thì có lẽ ít có ai có trải nghiệm như tôi, và ít có ai có may mắn để trải nghiệm như tôi. Bởi vì sao, tôi được đưa vào những cái môi trường, những cái công việc mà nó thực sự khó, gọi là người khác không bao giờ làm được, thì tôi được đưa vào đó thì có thể là nó khiến cho mình là phải thực sự kiên trì, thứ hai là phải thực sự cống hiến. Mặc dù là có thể là nếu mà đưa vào những người khác ấy, thì điều đó nó sẽ không bao giờ nó xảy đến, nhưng mà đưa vào tôi thì tôi đều làm được, và có những cái thành công mà tôi nói thực sự là gọi là nó bao gồm cả mồ hôi nước mắt, và gọi là cả những cái gọi là vui sướng đến tột cùng luôn. Nó tạo thành những cái thương hiệu luôn. Nhưng mà cứ xong cái là, có nghĩa là cứ hoàn thành cái là tôi lại bỏ ngay. Bởi vì sao, tôi lại thích khám phá một cái thứ mới hơn. Đó là cái lý do mà tại sao tôi trải nghiệm được rất nhiều. Nhưng mà nó cũng là một cái may mắn là ở cái chỗ mà tôi được vô tình đưa vào những cái thứ như thế. Đó, để nó tạo ra cái con người của mình, nó cũng rất là, mọi người nghĩ thế nào thì không biết, nhưng mà tôi rất là thú vị về tôi. Đó, quay trở lại với anh Mắc. Bước di chuyển đó anh đã cố gắng được và làm tại một công ty được xem là con quái vật về Internet vào thời đó, Lescap. Anh sử dụng chiến thuật đột ngột xuất hiện và lảng vảng ở sảnh công ty, đứng ngây người ra, thể hiện sự xấu hổ không dám bắt chuyện với người khác và bỏ đi ngay sau đó. Tuy nhiên kế hoạch hoàn hảo này thất bại thảm hại. Đó, có nghĩa là nghệ thuật sống, đúng không ạ? Tôi lại rất là thú vị ở chỗ là cái nghệ thuật sống. Hôm nào tôi sẽ có một cái buổi nói chuyện với mọi người về cái nghệ thuật mà tôi đã từng được trải qua nhé. Cái điều đó thì các bạn sẽ cực kỳ thích thú cho mà xem, bởi vì đó là một cái những cái kinh nghiệm rút ra cho bản thân, cũng như là đó là một cái cách để xây dựng nhân hiệu, đúng không ạ? Chúng ta phải xây dựng chúng ta thành những cái con người có giá trị. Hôm nào tôi sẽ có một buổi nói chuyện riêng với các bạn trẻ về điều đó. Nó hay lắm. Sau chiến dịch tìm việc không mấy ấn tượng, Mark hợp tác với em trai mình là Kim Ban để thành lập một công ty riêng của họ và đặt tên là RIP2. RIP2 giống như sự kết hợp của cách sơ khai của F và Google Mark, mà vào thời đó chưa hề có bất cứ thứ gì tương tự như vậy xuất hiện. Mục tiêu của họ là khiến cho các hãng kinh doanh nhận ra rằng có những cái tên trên những trang vàng. Đó, tuyệt vời. Rồi sẽ tới lúc lỗi thời và đến lúc cần phải tham gia vào một xanh danh bạ trực tuyến. Trước đây chúng ta có những trang vàng sổ, những cái quyển sổ, những trang vàng đấy, khi mà làm doanh nghiệp thì các bạn thì sẽ biết, các bạn sẽ có những cái quyển sổ danh sách trang vàng của các doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế nhưng mà điều đó bây giờ nó trở thành lỗi thời, bởi chẳng ai mang theo một cuốn sách để mà đọc trực tuyến. Chúng ta chỉ có search lên mạng cái là chúng ta vào những trang vàng là chúng ta biết rằng những doanh nghiệp như nào rồi, đúng không ạ? Hai anh em không một xu dính túi, phải ngủ và tắm nhờ tại văn phòng của Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc. Mắc lúc đó là lập trình viên chính và phải ngồi hàng giờ trước máy tính để làm việc. Và thách thức của cả hai đó chính là vào năm 1995, thật khó để thuyết phục các doanh nghiệp tin rằng Internet có vai trò quan trọng. Nhiều trong số đó còn nói quảng cáo trực tuyến giống như chuyện ngớ ngẩn nhất mà họ từng nghe vậy. Đó, những ngày đầu nó gọi là rất là khó khăn, đúng không ạ? Tuy nhiên cuối cùng thì hai người cũng đã bắt đầu có khách hàng và công ty dần phát triển.
Trong giai đoạn Internet bùng nổ những năm 1990, các công ty khởi nghiệp được mua đi bán lại rất nhộn nhịp. Và năm 1999, Compaq đã mua lại Zip2 với giá 307 triệu USD. Mark thu về 22 triệu USD và khi đó 27 tuổi và có trong tay 22 triệu USD cùng với lại cái trí tuệ trong đầu anh ấy có được, đúng không ạ? Qua những thứ trải nghiệm thì đó là một cái tài sản khổng lồ, không có thể so sánh được. Đúng với con người Mark, sau khi kết thúc một công ty, anh ngay lập tức sẽ nghiên cứu và cho ra đời một cái mới hơn, phức tạp hơn và độ khó gấp nhiều lần. Thú vị không? Tôi rất thích tính cách của anh Mark, bởi vì sao? Nó thực sự đột phá, nó phải là một cái gì đó cá biệt. Đó là một cái hướng nhìn nó khác người. Tại sao mà tôi thì tôi theo dõi rất nhiều người nổi tiếng, rất nhiều người, rất nhiều tỷ phú và rất nhiều người gọi là có tầm ảnh hưởng lớn ạ. Tuy nhiên thì tôi lại chỉ thích thú và thú vị với vài người trong số đó. Bởi vì sao? Dù rằng anh có thể có hàng đống tiền, nhưng mà cái cách của anh thể hiện cũng như là cái lối tư duy của anh thì không thể chấp nhận được, thì tôi cũng không bao giờ cảm thấy là khâm phục những người như thế. Nhưng tôi thích những cái người có cái tư duy nó một cách đột phá, tư duy nó nhạy bén và tư duy nó gọi là rất là linh động và phải nói rằng là đặc biệt. Một thông lệ của các triệu phú thời bong bóng dot.com đó là sau khi đã đạt được thành công nào đó, họ hoặc sẽ rút lui vào hậu trường để tận hưởng những thú vui và làm việc như những nhà đầu tư thiên thần, những người giàu có khả năng cấp vốn cho doanh nghiệp mới và thành lập khác để đổi lấy quyền sở hữu một phần công ty đó, hoặc nếu vẫn còn tham vọng sẽ thành lập một công ty mới bằng tiền của người khác. Tuy nhiên, Mark là người thích phá luật. Anh không lựa chọn con đường nhàn hạ đó và quyết định dồn 3/4 số tiền có trong tay để thực hiện một ý tưởng mới. Một kế hoạch táo bạo với mục tiêu xây dựng một ngân hàng trực tuyến chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm tra số dư tài khoản, tiền gửi tiết kiệm và tài khoản của các nhà môi giới có tên là XCOM. Nghe có vẻ không gì ngạc nhiên trong thời buổi hiện nay, nhưng vào những năm 99, một công ty khởi nghiệp về Internet lại có ý định cạnh tranh với các đại gia ngân hàng là một điều chưa bao giờ tồn tại. Có thể chuyển hàng hóa lên vũ trụ với chi phí thấp nhất trong lịch sử. Ngoài ra, 20 lần đó cũng đã tạo ra nhiều cái đầu tiên cho một công ty tên lửa. Tính tới nay chỉ có 4 câu chuyện được đưa vào vũ trụ, vào quỹ đạo và quay trở về trái đất thành công là Mỹ, Nga, Trung Quốc và SpaceX. SpaceX hiện đang thử nghiệm tàu vũ trụ mới có thể đưa người lên vũ trụ. Ngoài ra, họ cũng đang bận rộn với kế hoạch thiết kế một tên lửa lớn hơn, có khả năng đưa 100 người lên sao hỏa mỗi lần. Gần đây, SpaceX cũng đã nhận được một khoản đầu tư từ Google và Fidelity. Hiện tại, công ty này có trị giá khoảng 12 tỷ USD. Tesla, dòng xe Model S của Tesla cũng đạt được những thành công ngoạn mục, làm rung động cả ngành công nghiệp ô tô và đứng thứ hạng cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ hạng 99 trên 100 do Report Consumer bình chọn, đồng thời có thứ hạng cao nhất trong lịch sử về mức độ an toàn do Ủy ban An toàn Đường bộ Quốc gia của Mỹ đánh giá 5.4/5. Vào cuối tháng 3 vừa qua, Tesla cũng đã tiến hành kiểm ra mắt Model 3, chiếc ô tô điện có giá rẻ nhất khoảng 35.000 USD với khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng chưa đầy 6 giây và mục tiêu sẽ sản xuất được 500 chiếc mỗi năm. Thú vị không? Để đạt được điều này, Elon Musk đã tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất pin lithium với khoản đầu tư lên tới 5 tỷ USD tại Mỹ, bang Nevada. Năm 2012, SolarCity chính thức cổ phần hóa và trở thành một trong những công ty lắp đặt pin mặt trời lớn nhất của Mỹ. Mới đây, Tesla đã đạt được thỏa thuận mua lại công ty này với giá 2,6 tỷ USD, thấp hơn so với con số 2,8 tỷ USD mà họ được đề xuất trước đó. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vào thời gian rảnh rỗi, Mark còn nghiên cứu và thúc đẩy phát triển một phương thức vận chuyển mới, hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop.
Trong vài năm tới, khi các nhà máy được hoàn thiện, các công ty của Musk sẽ tuyển thêm khoảng 30.000 công nhân. Sau khi gần như phá sản vào năm 2008 và rơi vào tình cảnh phải chuyển tới sống ở tầng hầm nhà bố mẹ vợ, thì tính đến năm 2016, giá trị tài sản của Elon Musk khoảng 14,4 tỷ USD. Ngoài tất cả những điều trên đã biến Elon Musk trở thành một huyền thoại sống trong việc xây dựng thành công một hãng sản xuất ô tô và mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu trên toàn thế giới. Có một điều rất là thú vị khi mà tham gia vào Pi, thì tôi có đọc đâu đó ở trên một trang xã hội, một bạn nào đó ở Việt Nam nói rằng là tôi rất mong muốn để hợp tác với anh Elon Musk để đưa xe điện đổi Pi mang về Việt Nam. Thực tế ra đây không phải một điều mà chúng tôi, những cái người làm kinh doanh, không nghĩ đến. Tuy nhiên nó không phù hợp. Nó không phù hợp bởi vì sao? Hệ thống đường điện của chúng ta để mà làm lại, cũng như là để tạo ra được một cái hệ thống mà hệ thống sạc điện đó trên toàn quốc của chúng ta, thì đó phải là một sự giống như là đổi máu. Mà điện lực thì chúng ta đang hình dung ra rằng đó là một cái cơ chế độc, đúng không ạ? Cơ chế độc quyền. Do đó thì chúng ta rất là khó để có thể là tạo được một cái hệ thống điện sạc điện tự động. Bởi vì sao? Chúng ta đi xe điện này thì chúng ta phải có những cái trạm tự động sạc để chúng ta mỗi khi hết điện chúng ta vào sạc. Chứ không lẽ ô tô, xe máy thì không nói làm gì, nhưng ô tô thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể đẩy nó về nơi có cái trạm điện được? Đó là một điều vô cùng phức tạp, đúng không ạ? Và cái việc sản xuất cũng như là xe điện lưu hành ở Việt Nam nó không phải là một cái điều dễ dàng gì. Còn để mà thay máu được cái hệ thống điện độc quyền ở Việt Nam thì đó phải là một cái con đường lớn lắm, con đường dài lắm và con đường gọi là miên man lắm, không thể nghĩ được đâu. Bởi vì sao? Trung Quốc, khi mà anh Elon Musk ấy, sản xuất xe điện ở Trung Quốc và đưa cung cấp cho thị trường Trung Quốc thì nó rất thành công. Bởi vì sao? Trung Quốc họ có những cái mỏ điện rất là lớn, đúng không ạ? Và cái nguồn điện của Trung Quốc họ bán đi khắp nơi, thì cái nguồn điện của họ dồi dào như thế nào chúng ta đều hình dung ra. Thứ hai, đất nước Trung Quốc đó là một đất nước rất là nhiều dân, cho nên cái việc mà để gọi là làm cái môi trường cho nó, tức là để giảm thiểu những cái ô nhiễm môi trường bằng các cái năng lượng thì nó rất là quan trọng. Và Trung Quốc họ rất là để tâm, bởi vì dân số thế giới tập trung ở Trung Quốc nó cũng đã gần bằng 1/3 dân số thế giới, đúng không ạ? Cho nên cái điều đó là điều vô cùng quan trọng. Và Trung Quốc họ cũng là một cái đất nước có nền kinh tế phát triển rất là mạnh, cho nên cái việc đó họ làm rất là dễ dàng hơn chúng ta nhiều. Thế cho nên là cái mục tiêu mà đưa các cái xe điện về Việt Nam nó là cái mục tiêu nó khó nghĩ đến được. Tại sao kể cả là anh Vượng, đúng không ạ? Anh cũng có cái hướng để sản xuất xe điện, nhưng tại sao anh lại hướng đến Mỹ chứ không phải đến Việt Nam? Và anh bỏ thị trường Việt Nam là vì như vậy. Khó lắm để làm được cái chuyện điện ở Việt Nam, nó khó vô cùng luôn. Đó. Tất nhiên có thể sẽ làm được, nhưng mà sức của chúng ta còn rất là hạn hẹp. Trừ khi anh Elon Musk anh bảo được, tao đầu tư cho mày hệ thống điện từ đầu đến cuối, coi như là tao đầu tư, nhưng số tiền đầu tư đó nó sẽ phải rất là lớn. Ngoài ra thì nó phải cả một hệ thống chính trị đi theo. Nhưng chính trị thì sao? Ông nào dám buông, đúng không ạ? Buông thì lấy cái gì để đút túi nữa? Cho nên là cái chuyện độc quyền nó xảy ra đã hàng bao nhiêu năm nay, nhưng không thể thay máu được điều đó. Tôi thì tôi nói thực sự là tôi có những cái liên quan rất là thú vị đến ngành điện. Nhưng mà thực ra thì tôi cũng hôm nào đó sẽ có một buổi chia sẻ rất là
thật nha về điều đó. Nhưng hôm nào tôi sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người có những cái kinh nghiệm hơn trong cuộc sống này. Còn bây giờ quay lại với anh Elon Musk. Nó sẽ là một buổi nói chuyện hơi dài cho nên là tôi sẽ chia nó ra làm nhiều phần và mọi người có thể là ai quan tâm thì mọi người xem, còn nếu ai không quan tâm thì có thể là bỏ qua, nó không sao cả, bởi vì là trong những cái câu chuyện này thì nó không phải là nói một lúc là hết được. Thứ hai nữa là tôi thì tôi nói chuyện với mọi người mang tính chất là ở cái góc độ rất là thoải mái. Ở đây là chỉ mong muốn rằng là chúng ta có chia sẻ với nhau những cái điều thú vị trong cuộc sống. Chứ tôi không phải là cái người là làm những kênh để kiếm tiền, cũng như là không phải là để tập trung toàn bộ vào một cái câu chuyện nào đó, cho nên nó mang tính chất là lan man và nó câu chuyện nọ liên quan đến câu chuyện kia, cũng như là những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ trong cuộc sống. Thì tôi chỉ mong muốn rằng mang đến cho mọi người những cái câu chuyện đấy nó mang tính chất nó tổng hợp hơn, bởi vì chúng ta những cái thứ liên quan đến pi của chúng ta thì bây giờ chúng ta chỉ có chờ đợi thôi, đúng không ạ? Ngày nào đó quả chín và chúng ta hái xuống và thưởng thức sau những cái thời gian chờ đợi thôi. Còn đâu bây giờ chúng ta sẽ tập trung, chúng ta không tập trung vào đó nữa, và chúng ta có thời gian để chúng ta tìm hiểu thêm về cuộc sống, tìm hiểu thêm về những cái nhân vật thú vị, về những cái con người, về những cái điều kiện, những cái liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Đó. Tiếp tục quay lại anh Elon Musk. Trong vài năm tới, các nhà máy mới được hoàn thiện, công ty của Musk sẽ tuyển thêm khoảng 30.000 công nhân. Có vẻ chỗ này được rồi. Đó. Tính đến năm 2016, giá trị tài sản của Elon Musk khoảng 14,4 tỷ USD. Tất cả những điều trên đã biến Elon Musk gần như trở thành một huyền thoại sống trong việc xây dựng thành công một hãng sản xuất ô tô và mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu trên toàn thế giới. Musk được so sánh với các nhà tư bản công nghiệp và có tầm nhìn xa rộng như Henry Ford và Ron Rockefeller. Những công trình tiên phong của công nghệ tên lửa do SpaceX đã tạo ra đã đưa Musk đứng ngang hàng với Howard Hacker, và nhiều người thậm chí còn nhận thấy những điểm tương đồng giữa Musk và Thomas Edison, bởi vì những bộ kỹ thuật mà Musk đã đạt được trên nhiều lĩnh vực. Nhưng phổ biến nhất vẫn là sự so sánh giữa anh và Steve Jobs, vì ở anh có năng lực phi thường và có thể tạo ra những sự khác biệt trong những ngành công nghiệp quy mô lớn vốn đã tồn tại từ lâu đời, với những thứ mà khách hàng thậm chí còn không biết là họ muốn có chúng. Một vài người tin rằng Musk cũng là người viết cuốn tiểu sử về Musk, đã cho những gì mà Musk đang xây dựng có khả năng vĩ đại hơn bất cứ thứ gì mà Hack, Gret hay Rob đã tạo ra. Musk đã tiếp nhận được những ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ và ô tô mà Mỹ dường như đã bỏ, và thổi vào chúng những điều hết sức mới mẻ và tuyệt vời. Mắt tôi bây giờ nó hơi kém cho nên nhìn nó cũng không được rõ ràng lắm, nên là nhiều khi mọi người hết sức thông cảm nhé. Anderson, người đang điều hành Ted Tôn Vinh, Musk là người doanh nhân đáng kính nhất đương đại. Tuyệt vời đúng không ạ? Và tôi cũng đánh giá rằng anh Musk xứng đáng nhận điều đó thực sự thế. Những người khác gọi anh là người sắc ngoài đời thực, và họ có lý do chính đáng cho việc đó. John Farrow đã quả thực đã cử nam diễn viên Robert Downey tới nhà máy của SpaceX để nói chuyện với Musk trước khi rời khỏi bộ phim Người Sắt, để diễn viên này có thể mô phỏng hình tượng Musk trong vai diễn của mình. Trong lần trao đổi với tôi qua điện thoại, Musk nói rõ rằng anh không tìm đến tôi nhờ quảng cáo cho các công ty của mình, mà chỉ muốn tôi giúp anh lý giải những gì đang xảy đến trong thế giới xung quanh những công ty đó, và tại sao những thứ lại đang xảy đến với những chiếc xe điện, với việc sản xuất năng lượng bền vững, và với hàng không vũ trụ lại có tầm quan trọng đến vậy. Musk đặc biệt cảm thấy nhàm chán với những người dành thời gian để viết về anh.
Theo Mark, có vô vàn điều quan trọng hơn đang diễn ra trong những lĩnh vực mà anh tham gia vào. Và cứ mỗi lần có ai đó viết về mình, anh lại ước họ viết về nhu cầu năng lượng hóa thạch hay những cải tiến trong việc sản xuất in hay tầm quan trọng của việc đưa con đường lên những hành tinh khác còn hơn. Tuyệt vời đúng không ạ? Bởi vì anh không thích một cái sự hào nhoáng, một sự bóng bẩy. Bởi vì sao? Con người anh cực kỳ đơn giản. Đó. Gọi là vĩ đại nương chú nhờ giản dị đúng không ạ? Chỉ có những người thực sự đơn giản mới có thể làm được điều vĩ đại. Bởi người ta không liên quan và người ta không quan tâm đến những thứ xung quanh, để người ta tập trung toàn tâm toàn ý cho những cái niềm đam mê của người ta, thì điều đó là điều sẽ khiến người ta thành công. Xin lỗi mọi người tí, vì là có một chị rep, chị này thì cũng đã từng sở hữu hàng trăm tỷ trong tay, chị đang nhờ để xử lý lại tài khoản, cho nên phải nhắn cho chị. Bởi vì sao? Chúng tôi hay ngồi ở một nơi, thế nhưng mà hôm nay thì thay đổi không khí, cho nên là xin một phút. Rồi, ok, quay lại với mọi người. Chúng ta tiếp tục quay trở lại. Vậy nên tôi chắc chắn rằng tựa đề Elon Musk, tạm dịch là người đàn ông có tư tưởng cấp tiến nhất thế giới, sẽ khiến cho anh ấy khó chịu lắm. Anh ấy không thích, đúng không ạ? Nhưng tôi có lý do của tôi. Với tôi, hai lý do rất đáng để thực hiện cuộc khám phá về cuộc đời của anh Musk đó là một là tin tưởng rằng anh quan tâm tới những gì có thể mang lại cho con người cơ hội tốt nhất để kiến tạo một tương lai tốt đẹp. Nên tôi khai thác sâu những điều đó và tìm hiểu lý do tại sao anh ấy lại quan tâm đến chúng. Thứ hai, để hiểu tại sao Musk có thể làm được những điều mà anh đang làm. Con số những người làm thay đổi cả thế giới ở mỗi thế hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên họ rất xứng đáng để được nghiên cứu. Họ có những cách làm với tất cả mọi người, và tôi nghĩ rằng chúng ta có vô vàn điều cần học hỏi từ họ. Đó là một toàn bộ một bài viết về cuộc đời của anh Elon Musk. Câu bài viết này thì có thể dài đấy, nhưng rất là thú vị cho chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta, để chúng ta biết thêm về một cái con người. Phải nói rằng những cái điều nó thực sự tuyệt vời, và những điều anh ấy làm được cho cái thế giới này, cũng như là những điều anh ấy đang làm, nó thực sự được nên được đánh giá một cách cao, và nó mang tính chất rất là vĩ đại. Cho nên chúng ta cũng qua đó để chúng ta hiểu thêm về những điều xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và tôi chắc chắn một điều sẽ chia sẻ cho mọi người những điều cực kỳ thú vị. Mặc dù là những câu chuyện đó thì nó là những cái thứ mà gọi là đã trải nghiệm đấy, nhưng mà có lẽ nó sẽ mang đến cho mọi người những cái bài học để mọi người đỡ phải tốn tiền hơn, hoặc là đỡ phải chi phí nhiều hơn cho những cái việc mua những kinh nghiệm đó. Và tôi chắc chắn rằng sẽ mọi người sẽ thích thú. Vì vậy là cũng hy vọng rằng mọi người sẽ theo dõi. Tới đây tôi sẽ có một buổi để chia sẻ với các bạn trẻ về những thứ mà có lẽ các bạn sẽ rất là cần. Thôi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại nhé. Chúc mọi người luôn bình an và thật nhiều hạnh phúc. Covid thì bây giờ đã tràn lan khắp nơi rồi, cho nên là mọi người cố gắng thực hiện thông điệp 5K, lúc nào cũng khẩu trang ở trên người và lúc nào cũng sát khuẩn, cũng như là tránh những cái tiếp xúc nó không cần thiết, những cái cuộc hội họp nó không cần thiết, chúng ta có thể hạn chế đi. Đó là điều quan trọng cho chúng ta, bởi vì là không chủ quan được. Tạm biệt mọi người ạ.